món gì ngon anh mang hết ra cho em đi. Kiến barbecue. Sườn ram bánh đúc, nem bún vịt chao mực bò chiên, sò lông càng cua rán muối, bồ câu quay lẩu cua cơm gà. Hào ốc má xào bé, tôm niêm miếng cua xôi gà, canh chua gà nướng lu chả giò, bạch tuộc chiên heo sữa khoai lương xào lăng, mì xào giòn cơm chiên, bánh canh tôm luộc gỏi gà, mực dồn thịt canh măng, chim cũng quay bánh xèo cà ri, tôm nướng bột chiên bánh quê, bao tử hầm bánh khó miền Trung, gà ri hầm thêm thuốc bắc, mì quạnh thanh cá thu xót cà, nem nướng mực chiên nước mắm, dê hầm gừng cũng lộn xào mè, bào ngư thịt heo khói, gà rô ti lẩu lá giang trứng gà.
xoài xanh, kim chi sống cua chân gà, về ôm gà sẽ phai bắp xào, vịt xào chao tôm hấp bia cua xào me. Mây vịt tìm canh khoai, miếng cua tôm luộc nước dừa, mực dồn thịt canh cua, chim cũng quay bánh xèo cà ri. Xôi gấc chào tôm bánh ướt, heo giá cây bún đậu chà bông, gà ri hầm thêm thuốc băm, mì xá tế bánh canh trang bàn, dê nướng thịt heo bánh hôi, lau cá keo bún đậu mì căng, sườn chua bào ngư dĩ cá, gà rô ti lẩu lá giang trứng gà, sườn chua bào ngư dĩ cá, gà rô ti lẩu lá giang trứng gà. Việt Nam đồ ăn ngon quá, mà người Việt Nam lại khoái ăn cơm tàu. Trong thuyết minh thì chưa nêu được cái chế độ lương đạo bây giờ là còn gây cấn nhất là còn tổ 3 và tổ 4, ai sẽ là người đậu giải nhất? Trước khi mà tổ 4 số điểm của tổ 4 thì mời tổ 4 nghe nhận xét từ ban giám khảo. Bốn luôn rất ngon. Điểm của tổ 3 16 điểm, còn lỗi nữa. Tổ 4 90.3 điểm đó. Tôi xin chúc mừng đồng chí Nguyễn Thông trao giải cho hai đội. Tôi nhìn trao đổi nha. Đây vô đây. Rồi giải nhì lên ha. Chưa 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 chưa